Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bạc Liêu đêm 26 tháng 10 và ngày 27 tháng 10 năm 2023. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu, rãnh áp thấp có trục từ 25 đến 27 độ vĩ bắc bị nén đẩy dịch dần xuống phía nam bởi áp cao lục địa được tăng cường yếu. Gió đổi hướng có cường độ nhẹ trên các vùng biển Nam Bộ. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua trung trung bộ lấn tây và hoạt động mạnh. Thời tiết khu vực tỉnh Bạc Liêu mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và dông, ngày nắng có lúc gián đoạn. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, sét đánh và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Nền nhiệt độ không khí trong tỉnh ở mức thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đổi hướng cấp 3. Ngoài khơi sóng cao từ 0,25m đến 1m, biển bình thường. Dự báo thủy văn. Mực nước tại Gành Hào cao nhất 2m12, xuất hiện lúc 2 giờ ngày 27 tháng 10, thấp nhất âm 0m80, xuất hiện lúc 19 giờ ngày 26 tháng 10. Mực nước tại Phước Long cao nhất 0m91, xuất hiện lúc 13 giờ ngày 27 tháng 10, thấp nhất 0m84, xuất hiện lúc 1 giờ 30 ngày 27 tháng 10. Sau đây là dự báo thời tiết tại các khu điểm du lịch của tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh thành trong cả nước.